Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh channel của mình và mình là Louis. Thì bạn nào mà đã đam mê nhiếp ảnh rồi á thì luôn muốn làm sao để tạo ra cho mình được những cái bức ảnh thật đẹp. Tuy nhiên thì trình độ mỗi người thì lại mỗi khác nhau, đặc biệt là các bạn mới, các bạn mà chưa đủ kinh nghiệm thì rất là khó để tạo ra cho mình được những cái thành phẩm ưng ý. Vậy thì luôn sẽ có một cái thắc mắc kinh điển, đó chính là trong nhiếp ảnh nên tự học hay là đi học. Trước khi đi vào cái chủ đề này á, thì mình cũng sẽ nói thẳng luôn, đó chính là mình có những cái khóa học nhiếp ảnh, nhưng mà tuy nhiên không phải vì cái vấn đề này mà mình sẽ thiên vị hoặc lèo lá các bạn trong cái việc đi học hoặc là ngược lại. Tại vì bản thân mình tự học cũng đã có, đi học cũng có luôn. Nên là mình sẽ cố gắng chia sẻ những cái gì đó nó chân thật nhất, khách quan nhất và cũng có thể gọi là nó phũ phàng nhất trong những việc được và mất trong cái vấn đề là đi học hay là tự học nhiếp ảnh. Hy vọng các bạn sẽ xem hết video để tự cảm nhận và đưa ra sự lựa chọn của riêng mình. Let's go. Chắc hẳn đa số các bạn đam mê nhiếp ảnh đều sẽ nghĩ tới điều này đầu tiên, đó chính là tự học. Vậy thì tự học nó sẽ được cái gì? Đầu tiên thì tự học là nó sẽ miễn phí, free. Nghe nói tới miễn phí là thấy thích rồi. Tại vì đầu tiên trước mắt là bạn sẽ không phải tốn bất kỳ một khoản tiền học phí nào hết. Nên là nếu lỡ sau này mà các bạn có bỏ dở giữa chừng vì chán hay như thế nào đó thì cũng sẽ đỡ tiếc vì mình không có tốn tiền, đóng tiền học. Giống như là khi mà các bạn đi học đại học vậy mà các bạn chọn sai ngành chẳng hạn, đang học giữa chừng thấy chán thấy nản nên nghỉ, hoặc là khi đi làm một thời gian đầu rồi tốt nghiệp ra trường đi làm rồi nhưng mà làm lại không có ưng ý, công việc lại không ưng ý như mình tưởng bở như ban đầu, cũng cảm thấy chán nản rồi cũng bỏ ngang, thì lúc đó sẽ tiếc đứt ruột luôn. Tại vì một khoản tiền từ vài chục triệu tới trên trăm triệu mà các bạn ném vô qua cổng nhà trường, đúng chưa? Còn trong nhiếp ảnh cũng vậy, thì nếu bạn đi học nhiếp ảnh thì cái học phí đâu đó cũng khoảng tầm là từ vài triệu khoảng đó. Thì tùy người, tùy hình thức học, tùy nơi, tùy hình thức học khác nhau, online hay là trực tiếp, thì mỗi mức giá nó sẽ có khác nhau một cấp đỉnh, nhưng mà vòng vòng khoảng đó. Cái được thứ hai đó chính là thoải mái đưa ý tưởng bay xa, không bị giới hạn bất kỳ mỗi cái quan điểm hay là cái nhìn của ông thầy nào hết. Đó, giống như là một trẻ thơ vậy đó, thì nó sẽ có những cái suy nghĩ, những cái ý tưởng rất là táo bạo mà đôi khi người lớn mình sẽ không tài nào mà thể lường được, có thể hiểu được. Đó, đó là một cái điểm được thứ hai khi mà bạn tự học. Và cái được cuối cùng đó chính là cái sự tự thưởng thức, sự thỏa mãn cái những cái tiến bộ của thành phẩm của mình qua từng ngày, qua từng thời gian. Và hầu như là mọi người xung quanh mình, ví dụ như là anh chị em, bạn bè, người thân, thì đa số sẽ đều tán thưởng cái sự tiến bộ đó của bạn. Thì cái cảm giác của bạn sẽ rất là sung sướng, rất là hạnh phúc trong cái việc đó. Còn ngược lại, nếu mà bạn đi học thì bạn sẽ bị chê banh xác luôn. Đặc biệt là các bạn newbie mới vô đi học thì thôi là các bạn sẽ bị chê banh chành luôn. Trước đây thì mình cũng có đi học một ông thầy, thì ông thầy sau khi dạy xong mỗi buổi học xong á thì ông thường hay cho những bài tập về nhìn ha, không nhầm, về nhà, thì ông bắt buộc phải làm. Và vào cái bữa học sau á thì trước khi học thì ông sẽ kiểm tra bài cũ. Đấy, thì ông luôn luôn nói là cái niềm hạnh phúc nhất mà của tôi mỗi khi đến lớp á đó chính là chấm bài và xỉ vả các bạn thôi chứ không có gì hết. Thì ông thầy đó rất là vui tính và cũng rất là bình dị, nên là những cái lúc mà mình đi học với ổng á thì cái không gian, cái không khí trong cái buổi học lúc nào cũng là vui nhộn hết. Còn hiện tại bây giờ thì ổng đã qua Mỹ chống dịch corona rồi. Hy vọng thì ổng không có xem được cái video này. Đây cũng chính là cái được khi bạn đi học, được chê, được nhận xét một cách thật lòng và được nói rằng là sai, sai vì sao, sai ở đâu và giải thích như thế nào là nó chưa đúng. Nhiều bạn mới hiểu lầm nhất á là khi mà bạn up một cái tấm hình lên trên một cái nhóm hay một cái group nhiếp ảnh nào đó trên mạng, xin nhận xét, xin gạch đá hay là xin chỉ dẫn gì đó là mọi người sẽ vào giúp đỡ bạn thật lòng. Thật ra là không có đâu. Cái này mình nói thật luôn, tuy là nó phủ nhưng mà sự thật đó là như vậy. Nếu không tin thì bạn cứ có thể thử và cảm nhận thử ha. Mình sẽ giải thích cụ thể vì sao. Bình thường á thì ai cũng ghét những lời phê bình hết, trừ khi là bạn tin tưởng vào cái người mà đưa ra cái lời chê đó thôi, ví dụ là thầy của bạn. Còn nếu không, bây giờ bình thường mà bạn up một cái tấm ảnh lên mà có một người đó vô phê bình chê cái tấm ảnh của bạn, thì ngay lập tức tâm lý bình thường của một người sẽ suy nghĩ rằng cái thằng này là cái thằng ớt ơ nào mà tự nhiên vô chê ảnh của tao. Đó, tâm lý luôn luôn con người mình nó sẽ là như vậy. Nên đa số hầu hết những người nào mà họ có trình độ về nhiếp ảnh á, rất hiếm khi họ đi chê ảnh của người khác hoặc nói không đẹp hay xấu
Mà nếu có nói á, thì họ cũng sẽ nói rất là ít thôi. Ví dụ như là tấm ảnh của bạn có 10 điểm sai đi, thì họ sẽ nói cao lắm, nói 1-2 điểm mà thôi. Còn 8-9 điểm kia họ sẽ không nói. Tại vì 8-9 điểm đó họ phải bỏ ra bằng tiền bạc, bằng công sức, bằng thời gian, bằng kinh nghiệm, sự trải nghiệm rất là nhiều để họ có được. Thì bởi vậy sẽ không ai cho bạn những điều đó miễn phí hết. Còn một số thành phần khác á, thì sẽ là trêu chọc bạn, châm biếm bạn, mỉa mai bạn, phê bình cái tấm ảnh của bạn. Nhưng rồi họ sẽ cũng chẳng bao giờ đưa ra những cái lý do, những cái nguyên nhân vì sao ảnh của bạn không đẹp hay là không đẹp ở đâu. Người ta chỉ châm chọc mỉa mai bạn thôi, nếu mà thật sự cái tấm ảnh của bạn nó bị xấu. Tất nhiên thì cũng sẽ có những người góp ý thật lòng, nhưng mà số lượng người này sẽ rất ít. Và họ cũng giống như là họ sợ cái thành kiến tâm lý mà mình kể trên đầu tiên á, nên là họ cũng sẽ rất ngại trong những cái chuyện mà đóng góp thật lòng như vậy. Quay trở lại với cái được thứ hai của việc tự học, đó chính là bạn có thoải mái đưa tư tưởng của bạn bay thật là xa. Thì khi bạn đi học, bạn sẽ bị ông thầy nắm đầu lôi về vì đi lạc không mẹ nó được rồi. Đó, quay về đất liền đi cu, cả nhà đang trông đợi tin con. Ông thầy sẽ cho bạn biết đâu là trọng tâm, đâu là những vấn đề cần lưu ý và đâu là những thứ mà bạn có thể bỏ qua, để đảm bảo rằng bạn không có mải mê trong việc ngắm cảnh ven đường mà lại quên mất cái mục tiêu mà bạn đi về tới đích. Và cuối cùng đó chính là vấn đề về học phí. Thì có rất nhiều bạn vẫn mang một cái suy nghĩ là khi mình bỏ số tiền ra, mình đóng học phí, thì mình phải học được thật là rất là nhiều điều mới lạ, rất là nhiều điều thật là ghê gớm thì nó mới đáng. Đối với mình, cái quan điểm như vậy là không đúng. Tại vì hầu hết đa số các bạn khi bước đến đam mê về nhiếp ảnh á, thì gần như các bạn đâu bao giờ là để một cái đầu óc trống rỗng các bạn đi học đâu. Gần như các bạn đều đã Google, đều đã YouTube cũng gần như banh xác hết rồi, chứ không bao giờ là các bạn để một cái sự trắng tinh tương, không bao giờ chưa biết gì hết mà các bạn bước đến lớp mà các bạn đăng ký đi học cả. Nên khi các bạn đi học, ông thầy không phải là người đem đến cho bạn sự mới lạ, mà là người cho bạn những cái key, những cái mấu chốt của vấn đề, những cái mắt xích quan trọng để liên kết lại những cái mớ hỗn độn trong đầu của các bạn lúc trước khi các bạn đến đi học không biết nó là vì sao. Khi các bạn vỡ lẽ ra rằng à, thì ra đơn giản đến như vậy. Ngược lại, nếu bạn tự học thì khi bạn gặp một cái vướng mắc gì đó thì bạn phải tự mày mò, tự tìm hiểu, thậm chí là đôi lúc phải tự tưởng tượng ra để giải đáp cái vướng mắc đó của chính mình. Nên khi đi học không phải là đưa các bạn bay đến những vì sao lạ, mà là đem nhiếp ảnh quay trở về lại gần với bạn hơn, làm cho nó trở nên dễ hiểu hơn, thiết thực hơn và bình dị hơn. Không phải làm nó trở nên trừu tượng như triết học Marx Lenin, mà làm cho nó đơn giản giống như cuộc sống xảy ra xung quanh hàng ngày của bạn vậy. Tất nhiên ở mỗi ông thầy đều có mỗi cách dạy và mỗi cách truyền đạt khác nhau. Tại vì nhiếp ảnh nó là một cái môn nghệ thuật, nó không phải là một cái môn tự nhiên, không phải là 1 cộng 1 bằng 2 hoặc là copy, photocopy ra y chang như nhau. Nói tóm lại á, tự học là bạn sẽ dùng thời gian để mua kiến thức. Còn nếu bạn đi học thì bạn sẽ trao đổi cái mớ kiến thức đó bằng học phí. Còn việc làm sao mà để chọn được một người thầy để học hoặc một nơi để học sao cho không bị tiền mất tật mang thì nó nằm ở vấn đề của bạn. Và cuối cùng, điều quan trọng nhất, đi học cũng được, tự học cũng được. Nếu bạn muốn thành công thì bắt buộc bạn phải có một cái tinh thần tự học, tự thực hành. Bạn phải tự trải nghiệm thật nhiều, tự thúc đẩy cái level bản thân mình lên. Cho dù là bạn đi học đi nữa thì cái ông thầy cũng chỉ là người cho bạn được một cái nền tảng, chứ không phải là người vẽ ra cái tương lai cho bạn. Bạn sẽ dậm chân tại chỗ hoặc đem trả hết toàn bộ kiến thức lại cho thầy nếu bạn ngại thực hành, ngại trải nghiệm nó. Nhiếp ảnh nó là thực hành chứ không phải là lý thuyết. Hy vọng qua cái video ngắn này á, có thể cho các bạn nhìn thấy được những cái khía cạnh xoay quanh cái vấn đề là đi học nhiếp ảnh, để có thể lựa chọn đưa ra một cái hướng đi dành cho riêng mình. Đừng quên các khóa học nhiếp ảnh của mình có để link bên dưới phần mô tả video. Cái này là mình tranh thủ một quảng cáo một tí xíu thôi, chứ nó không ảnh hưởng tới cái nội dung của cái video clip này đâu. Lần sau mình sẽ chia sẻ về cái chủ đề là có nên sử dụng preset hay là action hay là không. Nhớ đón xem nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những cái video tiếp theo.